những hình ảnh về việc trước trụ sở công ty vg có nhiều cảnh sát xuất hiện là tâm điểm sự chú ý của cả cộng đồng hầu hết người việt đều quan tâm đến thông tin này bởi lẽ vg là công ty mẹ của rất nhiều ứng dụng công ty mang tính ứng dụng rất quan trọng đối với đời sống người việt thí dụ như là ứng dụng zalo điện thoại nhắn tin dân dân và dân dân mà hầu hết hàng trăm người triệu người Việt người nào cũng có một tài khoản sử dụng hoặc là ứng dụng Zalo Pay dùng để thanh toán tiền và chuyển tiền và rất nhiều dịch vụ tiệm cận khác nữa và về phía cơ quan công an người ta chưa phát biểu gì cả nên chúng tôi không thể đưa ra một nhận định gì ở đây và cũng trong thời gian này phòng truyền thông công ty cổ phần VNG đã email đến các cơ quan báo chí nhằm phản hành, vào nhằm phản hồi thông tin liên quan đến việc lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã thanh tra đột xuất trụ sở VNG Cambridge, Cambridge tại phường Tân Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 6 tháng 9. Phía VNG cho biết công tác thanh tra vẫn đang diễn ra và tập đoàn này vẫn đang tích cực phối hợp với cơ quan công an trên tinh thần đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chức năng. Các hoạt động kinh doanh và vận hành của công ty tại trụ sở vẫn diễn ra bình thường. Email phòng truyền thông VNG News đồng thời cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tới các cơ quan báo chí khi có các thông tin chính thức tiếp theo. À, cách đây vài ngày thôi thưa các chị, à, phía VNG cũng đã công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024. Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2024, BNG đạt doanh thu thuần 4.314 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ, nhưng vẫn lỗ 585 1,7 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước lỗ hơn 1.205 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 11 liên tục lỗ của công ty này. Ông Lê Hồng Minh là tổng giám đốc của công ty VNG nắm 8,846% vốn. VNG thành lập năm 2004 và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi trực tuyến. VNG được biết đến là một kỳ lân công nghệ của Việt Nam và là một trong những nhà phát hành sản phẩm công nghệ trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á. Hiện nay, VNG còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực công nghệ khác như lập trình máy vi tính, sản xuất phần mềm, quảng cáo thương mại, hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Tập đoàn này nổi tiếng được biết đến khi phát hành các tựa game đình đám của một thời như Võ Năm Truyền Kỳ, Kiếm Thế. Đến nay, VNG vẫn là đơn vị kinh doanh trò chơi điện tử, cung cấp các dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng lớn hàng đầu Việt Nam. Và wow, đây mới là điều rất quan trọng. VNG cũng là chủ nền tảng Zalo, ứng dụng ví điện tử Zalo Pay, trong đó Zalo là ứng dụng nhắn tin gọi điện phổ biến nhất của Việt Nam. Khi tính đến hết hết tháng 6 năm 2024, nền tảng này có 77 triệu người dùng và sử dụng thường xuyên. Thưa anh chị, thông tin này dù có ý nghĩa như thế nào vẫn tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán và mã cổ phiếu cổ, cổ phiếu GNG. Đầu năm 2023, cổ phiếu GNG của công ty VNG chính uh, chính thức giao dịch trên sàn Upcom với giá 240 000 chục đồng một cổ phiếu. Đến phiên giao dịch chiều nay 6 tháng 4 lúc 13 giờ 14 phút mã cổ phiếu uh, GNG rất gần 13% xuống còn 450 ngàn đồng một cổ phiếu đến 13 giờ 58 phút giá cổ phiếu phục hồi trở lại 470 000 đồng xong vẫn giảm 8,78% 8 phần trăm 74% thưa anh chị đây là một thông tin rất quan trọng và nhạy cảm bởi lẽ chúng ta thấy rằng chúng ta có 100 dân uh, số Việt Nam thì hầu hết ai cũng dùng gần như là những người uh, có giao tiếp đều sử dụng Zalo làm nền tảng chính để nhắn tin gọi điện thoại và rất nhiều người sử dụng Zalo như là một ví thanh toán tiền do đó những tin tức liên quan đến VNC đều ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người nói chung. Thưa anh chị dù VNG nói rằng họ hoạt động bình thường tuy nhiên nếu các anh chị có những dữ liệu quan trọng trên nền tảng Zalo hoặc mang tính chất riêng tư cá nhân xin các anh chị hãy tải về máy của chúng ta xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao để đưa đến các anh chị những thông tin mới nhất về vụ việc này. Xin cảm ơn các anh chị.